Ok các bạn, cái này sắp chín rồi. Giờ mình sẽ luyện vô nồi canh. Để nó khét. Đúng rồi, nó sắp khét rồi, mình tắt rồi, mình tắt nước. Mình tắt lửa chứ. Xong rồi mình trộn vô nồi canh. Luyện đã vô đây cho nó chín luôn. Nó chưa chín 100% mình phải cho nó chín hết, chết hết lại mới ăn được. Mình cho nó chết lại hết mình mới ăn toàn được. Xong rồi các bạn, xong rồi, sắp xong rồi, chắc 2 tiếng nữa, 2 tiếng nữa cho nó chín thật chín mình mới ăn. Cảm ơn các bạn đã xem phim nấu ăn của đầu bếp cứ cà rem same guy from there. Okay, we're done. Thanks for watching. We're done here. I'm just gonna let this cook for another 30 minutes to an hour and we'll see how it goes. Alright, thanks for watching. Make sure you subscribe and follow and chia sẻ, like, subscribe and follow. Cảm ơn các bạn đã coi phim này. Nấu ăn ngon thật ngon trong internet, mà nấu ăn dở mà cũng ngon, không sao, khỏi đi ra nhà hàng, mình nấu ăn ở nhà thôi. Cảm ơn các bạn.